Anh em đang muốn tìm mua nick có thẻ vô cực 1-1, AK rồng lộn hay là SK thần thần yêu, hãy đến ngay với shop lão gió.vn, shop duy nhất có nick đúng yêu cầu của bạn. Giá thì học sinh nhưng mà chất lượng thì lại phụ huynh. Đặc biệt có cơ hội nhận ngay kim cương khi tham gia bất kỳ vòng quay nào trên shop. Đây là shop ác chính thức và duy nhất hợp tác với mình nên là anh em hoàn toàn yên tâm giao dịch nhá. Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên. Ôi, giật hết cả mình. Ok, thì xin chào tất cả những người bạn đang có mặt trên kênh của mình. Mình là Gió đây. Hôm nay lại ghép ngẫu nhiên nha anh em. Có... hả? Có 3 bạn. Một bạn tên là Mê Gái, một bạn tên là Dâu Tây và một bạn tên là... hơi khó dịch một chút, khá xinh thì phải. Có người ta rồi xong đi gạt nó rồi. Thì bị bắn thì gục chứ sao. Nghe giọng thì có vẻ như là bạn Dâu Tây đang còn khá là ít tuổi anh em ạ. Theo mình dự đoán chắc là cấp 1 thôi. Người này gục nha. Bạn này chắc là cái bạn mà giết đồng đội của mình đây mà. Đấy, có qua có lại mới toại lòng nhau. Bạn giết một người team mình thì mình giết lại một người team bạn vậy. Ủa? Cái bạn đang nói là số 3 mà. Tự kêu chính mình luôn à? Gì đó cha nội ơi. Đừng nói là kêu số 1 luôn nhá. À không rồi nha, không rồi. Người ta có mic thì người ta đã bật rồi. Kêu gì lắm, thế không biết. Bình tĩnh mà số 4 ơi. Ai à, gục cái cửa. Hay đấy, tuyệt vời. Ăn hôi được trái bông keo. Nhưng mà bên kia có người bắn qua nha. Ai à, bạn số 3 bắn được kìa. Mic cũng khá ổn. Hình như là bạn ấy đang ngồi ở trước một quạt hay là trước một cái gì đó. Ê, bình tĩnh là bạn số 4 ơi. Rồi xong. Ok, may quá. À, đồng đội gục hết rồi. Như vậy là team của mình còn có 2 người thôi. Hả? Ủa? Thế ông ấy số mấy mà ông ấy kêu từ số 2 đến số 4 ta? Mình thì chắc là số 1 rồi. Anh chàng này đam mê gọi đồng đội ghê. Gọi từ nãy đến giờ. Có mic người ta đã bật lên rồi. Gọi lắm quá. Không biết là bạn số 4 có biết là mình đang đi săn người hay không. Hy vọng là bạn ấy sẽ biết và bạn ấy chạy theo mình. Đi săn người kiếm kill thôi. Chứ núp làm gì tầm này nữa. Ừ? Có người hả? Nhà gà phải không? À thấy rồi nha. Thấy rồi nha. Được rồi. Gạt đi bạn ơi. Tuyệt vời. Lâu lắm rồi mình không áp dụng lại cái chiêu nhảy bắn. Một người. Có một người phải không? Có một người đấy phải không? Có xe tới. Như vậy là team này có 2 người. 3 người chăng? Ồ, 3 người anh em ạ. Từ từ. Liệu không các bạn ơi. Ôi, không tới rồi. Liệu này bạn ơi. Yeah, gục 1 nhá. Xong 1 này. Yếu lắm rồi. Ui. Đồng đội ơi, đồng đội của mình đâu rồi? Bên này gục nha. Rồi xong rồi. Đồng đội của mình gục rồi anh em ạ. Bị gạt luôn rồi. Khó nhờ. Mình sẽ gạt anh chàng này trước không tính tiếp. Kirito à? Nghe cái tên quen đấy nhỉ. Ê, đâu rồi bạn ơi? Mình ở đây nè. Ây à, bình tĩnh bạn ơi. Hôm nay mình lại không mang cái con podding. Đâm ra là cái giáp của mình nó không tự sửa được. Nhìn cái giáp mà mình cũng xót xa ghê. Đây, sửa cái giáp cho nó lành lại chút nào. Tới rồi hả? Ok, tới đây. Tới đây. Ăn mình mà dễ thế thì có mà. Bây giờ mình không còn ở đây rồi. Đồ khá là ngon. Ok, chạy bó cho đã. Bên kia có người. Có tiếng súng. Ê, hay đấy bạn gì ơi. Bom kêu khá là nhanh. Tại sao mình vớt tâm mà nó chỉ được một viên nhỉ? Gục nha. Có một người thôi á. Ui, hú hồn chim én. Anh em có nhìn ở trên cái UAV không? Mình cứ nghĩ là có một người cơ. Hóa ra là một đống người. Én, chim én vậy. Mình sẽ không bắn nhau khi mà mình không biết chắc được là ở đấy có mấy team và ở đấy có bao nhiêu người. Cái này khả năng là đủ xa rồi đấy. Mình sẽ ngồi đây mình chờ vậy. Một người, hai người, ba người. Ui, không được rồi anh em. Cả hai cách mà mình vừa bắn đều không được phát hết shot nào. Thôi thì én vậy. Ây da, à đúp à. 36 kế. Chạy là thượng sách. Mình cần phải vào bo trước. Cái đường chạy bo nó hơi xấu. Chạy bo này. Ăn ngay vào viên headshot nha. Đi đâu bạn ơi. Đi đâu bạn ơi. Ui, hơi tiếc nhỉ. Không biết là bên dưới mấy căn nhà còn ai không. Chạy đi đâu. Đi đâu ở con sâu này. Cái sườn dốc mà bạn ấy chạy như thế thì toang là chắc rồi. Chúng ta còn 6 người. Cột điện có người kìa. Góc cây có người. Ui, gì đây. Gục này. Hình như là bạn số 3 mấy người ngồi chơi cùng nhau hay sao ấy. Mình thấy mấy giọng khác nhau cơ. Không phải là một giọng. Ây da. Ây da. Bình tĩnh bạn gì ơi. Bạn chiếm cái cột đấy là bạn đẹp trai nhất nhà rồi. Mình thì hết bông keo rồi. Bạn mà công thì công tới đi. Không công thì mình nhén đây. Đi kiếm vài trái bông keo anh em. Tại vì là cái bo sắp tới chúng ta nó sẽ rất là trống. Mà không có bông keo thì toang là cái chắc. Đây rồi, may quá. Hơi tiếc là đạn phóng lựu mình rất nhiều nhưng mà lại không được bắn. Nhưng mà bắt buộc là phải lấy súng băng thôi. Không lấy súng băng không được. Bên dưới có một người nha. À, bông keo à. Rồi giờ bạn tính sao? Nào, bơm máu đi rồi chạy bò đi. Mình đang chờ này. Đúng rồi, chạy bò đi. Bông keo nhiều đấy. Một người, hai người. Chạy bò đi bạn ơi. Bò thu kìa. Đúng rồi đấy. Bò đi đâu. Bông keo hết rồi phải không. Chúng ta còn hai người. Lâu quá nhờ. Liều ăn nhiều nha mọi người, liều ăn nhiều. Úm ra số 4, ra số 4, mình đang tăng hình, mình đang tăng hình. Ây da, mình tăng hình như má. Mình đang tăng hình. Yeah, tuyệt vời. May quá. Cái con pet của mình nó vừa kịp sẵn được một trái bông keo, nhưng mà lỡ ném mất tiêu rồi. Này chỉ bắn mình này. Con bé cuối cùng. Nào, lên đây. Chờ mình bơm mình máu xong rồi bắn nhau nhá. Có tiếng bước chân anh em ơi. To lắm rồi. Gần đây lắm rồi. Lựu này bạn ơi. Lựu này bạn ơi. Bạn chạy đến đấy là đúng bài rồi đấy. Đúng bài rồi đấy. Tuyệt vời. Một pha chạy bò mà đến mình cũng không tưởng tượng được là cái pha đấy mình còn sống. Không hiểu kiểu gì. Bằng một phép thần kỳ nào đó trận đấu ngày hôm nay của chúng ta đã được boi ra. Ok, như vậy là trận đấu ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Anh em mà có bất kỳ nội dung gì muốn mình làm ở những video sắp tới thì cứ comment xuống bên dưới nhá. Ta-da! Như vậy là video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Anh em cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Đây là một số video mình nghĩ là nó có lợi cho anh em. Cuối cùng là cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye!